Trung tâm Miu xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng nay thì Miu lại về thêm hai cục đẩy mang thương hiệu của QSC Mỹ Bãi với giá thành dưới 10 triệu để anh em chơi một cục đẩy công suất hay cho gia đình, công suất Mỹ anh em nhá. Nói đến thương hiệu QSC thì một trong những thương hiệu đình đám của Mỹ về công suất rồi. Ngày hôm nay thì Miu đang sở hữu hai cục, một là hai cục có mã số là ZMX2450. Đối với đẩy QSC thì cũng sở hữu hai kênh với công suất của nó là 675W, có thể đánh tốt cho những cặp loa bass 30-40. Ví dụ như Miu đang sở hữu cặp loa bass 30, đó là cặp MRX512 này. Đây là cặp loa của Mỹ. Thì Miu đang phối với một cục đẩy QSC ZMX2450. Như con này thì có thể đánh cho các dòng loa như MPRO 825, 925 đều chơi tốt anh em nhé. Với công suất của nó là 675W trên một kênh. Thì hôm nay thì Miu giới thiệu tiếp thị tới anh em về con máy này và cũng báo giá luôn để anh em nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ. Về phần máy của nó thì xin thông báo với toàn thể anh em là máy của QSC ZM2450 chạy mạch Class D. Mạch Class D vẫn là sử dụng nguồn xuyến anh em nhá, nguồn xuyến vẫn chạy tụ lọc tông phô gồm 8 tụ xò, gồm có 16 xò. Đấy. 16 xò anh em nhá. Hai kênh. Đây là phía sau nó đây. Phía sau nó sẽ sở hữu các đường tín hiệu vào. Hai kênh xét 1, xét 2 và đường ra có cả. Đây. Đây một cục đẩy chất lượng của QSC Mỹ xịn anh em nhá. Với giá mới của nó thì cũng là khá đắt, nhưng mà giá bãi thì mình cũng xin phép đưa ra một cái giá bãi mà cạnh tranh với mọi anh em trên thị trường. Trên thị trường thì đang bán, anh em đang bán cục này với mức giá là khoảng 9,5 triệu. Có trung tâm bán cao hơn, nhưng tại Hiền Miu ngày hôm nay có hai cục cơ bản tuyển chọn. Anh em nhìn mặt máy này, sơn zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Giá để anh em 8 triệu đồng một cục thôi, cực kỳ yêu thương. Em nhu cầu đầu tư mua liên hệ, Hiền Miu đang sở hữu hai máy đẹp xuất sắc anh em nhé. 8 triệu đồng, rẻ so với thị trường 1.500.000 đồng. Bao chất, bao hay, bao bảo hành, tất cả máy bãi Hiền Miu bảo hành cho anh em 1 năm về máy anh em nhé. Để quý khán giả anh em yên tâm khi mua là có bảo hành anh em nhé. Phần nào nghe chất nhạc của nó phải nói là sâu sắc về âm sắc, sâu về tiếng bass, tơi về tiếng tép. Đấy, đánh cực hợp. Và đặc biệt điểm mạnh của QSC với máy chạy mạch Class D thì tiếng mềm mại, sâu sắc, nhưng tiếng quạt của nó thì là êm hơn các dòng đẩy khác. Ví dụ như cũng là crown như con này so với con 800 crown về công suất là cơ bản tương đương nhau, nhưng con này lại chạy êm hơn và nhìn nó lại thiết kế hai núm volume ở trước. Đấy, điểm mạnh. Thì với giá thành đầu tư một con công suất Mỹ xịn sò đánh các dòng loa Bobot, JB đều ok, mức giá 8 triệu đồng, anh em nhu cầu đầu tư mua liên hệ với em. Và vì sao Hiền Miu bán nhanh và số lượng bán ra thị trường nhiều cũng là chất lượng hàng hóa phải đảm bảo và giá cả bao giờ cũng là hợp lý cân đối cho anh em rồi. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ với Hiền Miu qua hai số máy ghi trên tấm biển đây: 0973 096 520, 0973 034 39. Rất mong được phục vụ quý khán giả anh em. Một nữa video này xin tạm dừng, kính chúc sức khỏe quý anh em.